Chào mừng các bạn đến với channel Gia đình Tony Cuộc Sống Bắc Úc. Trong video ngày hôm nay, gia đình mình được em trai mình chở đi tắm biển Hồ Tràm và ăn hải sản ở đây. Đây là một trải nghiệm rất là tuyệt vời trong cái chuyến đi lần này của nhà mình. Nói chung là đi đâu ở Việt Nam mình cũng thấy thích hết trơn á. Các bạn cùng theo chân để xem nhà mình đã đi ở những đâu và đã làm những gì nha. Let's go! Với channel gia đình Tony Cuộc Sống Bắc Úc nha. Hôm nay cậu Biri là chở cả nhà Tony đi suối nước nóng Long Hải à cậu Biri? Dạ. Đâu? Hồ Tràm. Hồ Tràm, hôm nay đi Hồ Tràm hả? Đi tắm suối nước nóng nè. Bây giờ là cả nhà mình đang đi. Từ đây qua đó là khoảng 70 cây. Ở khu này thì rất là nhiều cây xanh luôn các bạn, hai bên đường đều là cây xanh rợp bóng luôn. Không khí ở đây cũng cực kỳ là trong lành nữa bởi là vì gần biển á. Nói chung là thích lắm luôn đó các bạn ơi. Tên gì vậy? Sivana. Sivana. Ê, sao nhìn giống Melia quá vậy? Ai biết. Mới đi lần đầu. Giống Melia quá ha, đẹp quá không? Land Cruiser VX. Land Cruiser. Mẹ sao? Ở đây nghe này, vô đây phải đeo khẩu trang hả bác? Em không biết nữa, ngày 5K thì chị. Mẹ Biển. Ở phòng đâu á? Không biết luôn. Mẹ chị ở kia. Đi nào. Rồi, đi vô lấy phòng thôi. Xin chào nha. Yeah, you talk from Thailand. Alright, let's go. The key. You got the key? Yeah, I got it. Wow. Yeah. Okay, để vô coi phòng nè. Wow. We got the view of the car park. Beauty. Nice. I'll leave my shoes outside, yeah? Aww. The view from the garden view, eh? We got car park view. Car park view. Who's our neighbor? No, I don't know. Oh, what is it? Neighbor. Neighbor? Yeah, we can join our rooms. Oh, push. Oh, we're gonna stay here for a night, Antonio. Look, floor's 50,000. Oh, there's a massage, huh? 30 minutes. Let's go get foot. Okay. Cuckoo. Oh, cuckoo. Oh, cuckoo, cuckoo, cuckoo. Em ơi, bấm tivi à? Em bấm tivi à? Em ơi, em đứng chừng chừng không? Em đứng chừng 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 không? Trời ơi, biết bấm. Trời ơi, con mở tivi được rồi kìa Antonio. Antonio, con mở tivi được kìa, con nhìn đi. Con nhìn lên tivi kìa. Bây giờ tụi mình đang đi ăn. Đi vô nhà hàng ăn nè. Anh đừng ăn. Ow. What's that again? Ăn mean eat. Eat. Yeah. Ăn. Mộc restaurant. No one here? Biggie. Where are they? Do you see where are they? Yeah. No. They're not here. Ủa em ơi, ở chỗ mình là có mấy cái khách sạn, à lộn, có mấy cái nhà hàng vậy? Ai vậy hả? Sao chị không thấy em trai với em gái gì đâu ta? Em có bạn, thầy đúng chị, có chị gái. À, rồi đúng rồi, cảm ơn em. Ủa Sang Sang ơi, Biri đâu? Dạ, em ra ngoài đi dạo á chị. Ủa sao Biri nó muốn ăn trong này hả? Chị gọi thêm đồ gì? Đồ uống với cả... Ủa sao đồ ăn trong này ngon không? Em không biết nữa, mọi người gọi mấy món đơn giản. Như Han, sit here. Where's Antonio? I don't know, outside somewhere with the... Oh, there he is. Johanna, yummy? What are you having? Oyster omelette. Oyster omelette? Giống như là hàu sữa, trứng hàu sữa ngon. Tôi ăn không? Ủa còn món gì nữa không mấy đứa? Còn gà. Nó bí xào tỏi. Nó bí xào tỏi. Nhiều vậy? Nhiều quá. Hết rồi. Ngon không vậy Vinh ta? Có 4 món. Very good. À, rất là ngon. Mà Sang ăn nhiều vào nha.
Antonio một, nãy ăn một rồi. Của một. Một của một luôn hả? Ngon á. Ăn đi, ăn đi. Cái đó lẩu gì? Lẩu hải sản hay lẩu gà? Lẩu cá. Lẩu cá hả? Tony ăn gì? Ở đây mẹ. Ủa, Tony nhìn cái quầy dừa bự ghê không? Rồi đi. Trái dừa sần sùi không? Hay là vỏ láng mịn? Luôn thành Tony nhất nhá. Ăn trứng hôm qua mẹ lại trứng cho ăn nhá. You want drink? Nè. You want drink? Còn uống dừa đi, dừa Việt Nam ngọt lắm, ngọt mát lạnh lắm. Yeah. Yeah, play with it. Uống nè, uống miếng đi. Nè, không thôi mẹ uống hết nè, Antonio. Quiero tomar. Cucu. Oh, cucu. Antonio, mira. Hey. Papa. Papa ơi, uống miếng nữa không? Uống nào. Ôi, uống dừa. Nước dừa ngon lắm ha. Uống cái đâu phải là kia, mà là cái kia nó gà khá tổ hay gà gì vậy? Ngon. Gà gì vậy? Nó hơi giòn giòn. Không, cái gà kia là kiểu như là nó ướp á chị. Còn cái này là nó hấp. Gà hấp muối thảo mộc. Canh chua lọc. Xíu đi. Canh chua. Wow, it's a big burger, isn't it? Burger. Looks like better than the one in Singapore. Ông kêu là nhìn ngon hơn cái mà ông mua ở Singapore. Cái đổi nha ông nội. Ông ăn mà không vừa ấy là ông đổ tắt lỗi liền hết chứ. Wow, what is inside? Like in Australia, hey, we have patty. Patty and cheese and. I'll tell you in a minute. Vậy này là giống ở bên không? Ở bên Úc nó làm gì có bó. So Australia and Singapore the same. They don't add any vegetable for you, but in Vietnam we do. Ở bên Úc có là nó chỉ ăn là chỉ có bò với lại phô mai chết. Úc là chỉ có bò với phô mai, chứ không có rau. Giống mình không có rau, không có cà chua vậy trơn. Wow, is that you, yummy? Yeah, you want some? I'm good, thank you. You can give her some to Antonio, please. Antonio, ăn không con? Xong rồi, bây giờ là nhà mình đi tham quan biển thôi. Rất ngon không anh ta ha? Ôi, có sao không? Ấy, hình như là sắp luôn. Coconut. You want some coconut? Fell on the floor. I get fresh one here. Yeah, ở đây người ta cầm dừa. Doesn't fall on his head. Yo, cẩn thận không là mấy cái trái dừa nó rớt xuống đầu bẻ cái đầu á. Can you climb the tree, yo? Crazy, I'm not a monkey. Need to be a monkey. Leo lên cành cây để cái dừa xuống cho em bé uống. Hey, Johan, that we call fire coconut really sweet. That one is sweet one. Fire coconut. I'll climb it, eh? Crazy. Well, climb it. Ôi, ông ốm ghê, ông leo cái dừa, cắt gãy cái cây dừa luôn á. Wow, you look à, cây dừa mình có eo nữa kìa, trời ơi. You know how you climb it, you get shoelaces. 1, 2, 3 vòng này đủ cho mọi người. You tie your shoelaces together. Crazy. I'm serious, easy. Why? Any shoe you can climb. You just need shoelaces to tie them together. Oh, look at the beach. Biển ở đâu vậy? Ê, biển ngoài kia kìa. Beach is here. Yeah. Hey. Ủa, em chơi thuyền kayak lại đây á hả? Đây đẹp quá em ha. Yeah. Yên bình ghê luôn. Johan, we don't need to go to Phú Quốc. Phú Quốc is beautiful. Hey, what did you just tell me? No, I'm kidding. No, Phú Quốc is different. It's really beautiful. I never been there. I want to be in there. Thanks for taking me there. Yeah, see, you're Vietnamese and you still don't even go there. Oh, Phú Quốc is expensive. Alright. Be a nice vacation. Chồng béo. And but yeah. Có một mùi ghen tị nhẹ. Gia đình bên kia gì vậy? Gia đình nhỏ bên kia kìa. Kìa kìa, sang sang với Billy bên kia kìa. Thì từ từ anh ta cũng có người yêu thôi, còn mới 18 mà ngựa ngựa gì. Gương mặt sân si. She says she's jealous with us. Why? Because she's alone. It's okay. One day you'll meet a nice guy. Yeah, sure. Lấy giờ đạo lý không? Hả? Lấy giờ đạo lý không? Chưa có bông mà. Mấy vlogger khác nếu mà người anh rể mà nói vậy thì em vợ sẽ nói là em cũng nghĩ như vậy. Còn em hả?
Vậy mới tới giờ triết lý của ổng. Trời, chịu nổi em không anh ta? Hả? That's true. Ơi, nhìn con ta kìa, cho con cái đầu hát cho trời trời. Gió ghê, gió lồng lộng luôn á cả nhà. Anh to nên là đi đâu cũng có ba dắt theo. Where are you? Tèo tèo. Là Vũ Kỳ. Tèo 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 tèo. Ông nội vô anh là con heo, ông chú bất giới. Anh tôi vô là sư phụ. Đâu anh tôi vô sư phụ đúng rồi. Tôi nói là con ngủ không. À. Tèo tèo. Rồi con nó gió nè Panda ha. Gió Panda ha. Trời ơi. Nghe cái mùi nước biển ở Việt Nam nó mặn mòi luôn. Johan, can you smell the salt in the air? It's really salty the water in Vietnam. Nice. Em không có nghe được cái mùi gì. Tại vì lúc mà em đi qua, không phải lúc mà em đi qua Đắk Uyên thì em ngửi cái mùi gió nha. Em không có ngửi thấy nó mặn, với lại lúc mà chị thử nước của người ta không mặn. Mặn lắm mọi người. Em đúng là mặn luôn á em. Thôi mình nhạt lắm. Pity. Hopefully the Vietnamese government will do something about rubbish. Maybe pick it up. It's everywhere. Look at it. John Han quyết định là dừng chân lại trước khi tiếp tục đi tham quan biển để thu dọn những cái rác rến ở gần đây. Mình với John Han đi kiếm mấy cái bao bự rồi nhặt mấy cái rác bỏ vào đây rồi bỏ tập trung lại một chỗ ở phía xa thủy triều lên đó. Thì bạn nào mà đi biển mà thấy những cái cảnh tượng như thế này thì cũng nên, mình nghĩ là nên dành ra một ít thời gian để dọn dẹp bờ biển, để làm cho bờ biển của Việt Nam mình ngày càng xanh và sạch đẹp hơn nữa nha các bạn. Mình quyết định là không có tắm biển. Tại vì bây giờ chắc là 5 giờ chiều rồi và không có cứu hộ ở đây á. Nên là nhà mình quyết định là sẽ sáng mai quay lại khi mà có nhiều người bơi ở đây hơn cho nó an toàn, với lại là có thêm cứu hộ luôn. Nên là giờ chắc là nhà mình sẽ đi về lại khách sạn để thay đồ rồi đi bơi ở hồ bơi thôi. You want to carry my shoes in? Yeah. Okay. Con đói bụng hả Antonio? Con muốn ra biển chơi một chút không? Để mẹ nói ba đem con ra biển chơi nha. Ba black sheep, have you any wool? Yes sir, three bags full. One for the master. What happened? Salt in the frame. Sand, yeah. Yeah, I'll take it. My socks are in there, eh? Yeah, you put it down and then I'll put everything down and I'll take it. Put it down. I'll put them in the frame. I rinse it and I put them in the pram. Chim kìa Anthony, chim kìa. Chim yến hả? Để ba cho con ra ngoài chơi nè. Hi anh em. Biển đẹp. In the beach. Antonio. Antonio thích lắm. Đấy, nãy giờ ở trong xe đẩy, bây giờ được ra ngoài này là thích lắm. Đi ra đây nè con. Antonio rất là thích chơi đùa với biển. Biết nãy là mình đã xách theo mấy bộ đồ tắm thì cả nhà có thể tắm đây luôn được rồi. Tại vì từ chỗ resort mà đi ra tới bờ biển này nó cũng khá là xa, đi bộ cũng khá là mệt. Mà Antonio nó chưa biết đi nữa, cho nên là mình phải dùng xe đẩy để đẩy em ra ngoài này. Nói chung là cũng khá là bất tiện. Đó, nên là nhà mình chỉ để cho Antonio chơi với biển chút xíu vậy thôi. Xong rồi tiếp tục đi tiếp.
Mình nghĩ là từ khách sạn mà đi ra chỗ biển này chắc đi bộ cũng tầm 500 mét hơn đó. Đó. Đi về thì tụi mình thấy mấy cái con tàu đánh cá của ngư dân để ở đây nè. John Han rất là hiếu kỳ và chạy tới xem thử bên trong tàu đánh cá Việt Nam có gì. Đó thì John Han rất là ngạc nhiên bởi vì nhìn những cái con tàu nó rất là đơn sơ, chỉ là bằng gỗ vậy thôi. Nhưng mà cũng có đầy đủ nào là mỏ neo nè, rồi cánh quạt, rồi chân vịt, rồi lưới đánh cá. Rất là hiện đại luôn. John Han rất là ngạc nhiên và muốn thử ngồi trên cái con tàu này một lần xem sao. Yeah, film that. Move. Antonio Zodiac nhỉ? Antonio tuổi con gì đây? Tuổi con trâu. Zodiac. Yeah, Antonio. Maybe tomorrow. Just like Zodiac, hả? Ờ, Duy Hai mới kêu là bỏ Antonio lên đó cho Antonio chụp hình. Siva. Đây làm đẹp nè. Thay đồ đẹp á. Mà đi qua đi lại này, chụp đây này dễ thương nè. Ban đêm chụp có sáng không em? Đây đang chụp em chắc đẹp quá, lên flash đẹp á. Trời giờ chị đuối như trái chuối vậy á, đi bộ từ biển trong về. Đây mấy cái đi muốn xịu. Xinh ha. Nhìn đơn giản mà chất Việt Nam đậm. Cưng. Ừ, cưng lắm. Nón lá nè, áo dài nè. Hoa sen nè. Hồ bơi ban đêm đẹp quá ha, đèn sáng lắm. Đẹp. Tắm không bên đây? Tắm nước ấm mà. Nước ấm luôn hả? Thích vậy? Hello. My God, the water is so warm. Is this is deep? This it's 2 meters. This one. No way. Doesn't look way. Like it's 2 meters. See? All right, so not that deep, yeah? Yeah, it's not that deep. All right, mommy gonna jump. Nước ấm lắm luôn á, mọi người ơi, đã quá. Trời ơi, đã lắm luôn. Oh, this is so good, isn't it? Come over here. Oh, I love it. Mua, tôi đáng yêu lắm. Tôi thích không? Tôi thích ở đây không? Swim. Swim. You like it here, Johan? Nice, eh? Yeah, I like it here. Ba bảo Antonio là tôi thích lắm luôn á. Đi, Antonio, swim a little bit. Antonio, look at mommy. He's not Antonio. Hey. Yeah. That is a horse, eh? Yeah. Nhông, 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 cha làm con ngựa. I love it, Johan. Qua đây sụp mày con, ngồi sụp mẹ. Okay, đi. Johan, đi qua, go to Biggie's place, yeah? Yeah. Ở chân xuống đây nào hả? Đã quá, đi đi qua thử cho Biggie coi đã không? Có cái thang này nè không? Hả? Thang nè. Thôi làm biến đi quanh kia. Ủa giờ muốn cà phê rồi sao ngủ bây đây? Như hả? Uống được, uống trà cả đêm á chị. Ai vậy? Ai nhá. Làm gì ban đêm không ngủ? Uống trà cả đêm nhưng mà bây giờ uống được. 204 phòng hoàng hôn nhật. Wow, nước ở đây ấm. Ở bên đây nóng hơn bên kia hả? À, bên này bên sông. Vậy hả? Wow. Má ơi sao nóng quá. Đã vậy. Nóng quá. Bơi xong rồi, bây giờ cả nhà mình đi lên tắm nước lặn ngọt lại rồi đi ăn tối thôi. You like the swimming pool here, Johan? Yeah, it's nice. See, nice, bueno. Nice, eh? Yeah. Ở đây là hồ bơi là có nước nóng luôn, đã lắm. Thoải mái. Swimming pool. Là có luôn cái the spa, mini spa. Yeah, mini hot heated spa. Yeah. Thoải mái. Sạch sẽ. Alright. I'm gonna go bathing. Yeah, let's go then. Yeah, bây giờ nhà mình đang ở phố đi bộ Hồ Tràm. Cái này xây dựng giống phố đi bộ Nguyễn Huệ quá, có mấy cái cây cái dừa nè. Bây giờ kìm quán ok thì tôi chạy xe tới, đâu sao đâu. Ok. Hình như quán này là nhà mình, ở đúng rồi, nhà mình hồi đó tới đây là ăn ở đây nè. Ăn đây thấy cũng ngon lắm á. Quán ăn cũng được á. This one my family used to eat here. Đi, hồi đó là nhầm đi Hồ Tràm mình nắng đây nè. Hồi đó nó chưa có xây cái đường ấy. Đi đây ăn đi, ăn đây cũng ngon nè. Thôi, đi coi giá này nọ sao.
Con mày con. Wow, đã quá vậy. Ờ. Rồi nhìn ngon. Nó trong ngán quá. Ờ thôi được ăn con tôm này ăn thử đi. Chạy lại. Ờ. Ờ, từ đây. Còn cái tôm này là bao nhiêu một ký vậy em? Tôm bự nè. Tôm 50 đồng. 750 per kilo. 750. Tôm nha. Ăn cua nhẹ đi. Ê, kịp. Ô, cua mất rác mini cài. Why do they take cardio, young? No, that's right. I have cash. Oh, cash. Oh, you get 3 kilos of corn one. No, 3 kilos. No, they want it at a snail. Get 2 kilos. Con đó là con gì á? Dạ kiểu biển vậy, hấp thái. Hấp này một ký bao nhiêu? Ký 300. Ok, lấy cái đó đi. Well, can you get 2 kilos then? You want to eat it all? Because they have that one already. We have that. What? I'll get 1 kilo. Go on, prawns, please. Oyster? Yeah, we eat something else. Can you get 1 kilo of prawns? Em ơi, cái này lấy diện ký đi. Nó bé chị. Nó bé, nó đỏ. Nó đỏ luộc hết rồi. Ủa em, nó còn sống không sao thấy? Dạ không, cái này nó chết nữa tươi vậy. Tâm bị nó dính lưới nó chết nhưng mà nó tươi lắm. Dạ bao tươi con. Ok. Cái này mình làm món gì ăn em? Dạ nướng muối ớt chị. Nướng muối ớt hả? Ok. Em. Hả? Cái đó 2 kg. Yeah. But I don't know which one I want to eat. Con này con gì vậy? Con này là con egg hào nè. You have oyster, you have? Cái này bán sao vậy em? 35 ngàn con. Wow. Vậy lấy 5 con này chị không ai đi. 5 hào không ai con ơi. Oyster about $2 something. Yeah, so I got 5. Con này có háo em, chị kêu 5 con, nó không ai ăn. Hay nhìn cái con ha. Nami, how to say? Kẹo chỉ hả? Like candy. Nè, coi, come here and see how he do it. Bình thường mình không phải là đứa hảo ngọt, nhưng mà mình thấy kẹo chỉ của chú này làm khá là ngon. Nguyên liệu thì cũng chỉ có là cái kẹo chỉ làm từ mạch nha, xong rồi mè rang, rồi dừa, rồi sau đó chú có bỏ thêm sữa đặc vào nữa thì làm cho cái kẹo dẻo này rất là bùi và thơm. Nó mình thấy rất là ngon. Là prawn. Yeah, this is your. Yeah, prawn. Gọi 5-6 món gì rồi đó. Mọi anh ta nó cơm muốn một con cua cho nó. Yeah. What do you think? You like it? It's a little bit sticky, right? To your teeth. Ăn là thấy dính răng ha. Ngon không? You like it? Ngon anh ta. Ngon hả? Ngon hả? Vô hai cũng kêu ngon luôn á. Trời ơi, Antonio cũng ăn luôn. Chị ăn một xíu đi chị. Chị ăn cái gì nè. Thêm một cái nữa đi. Thôi. Ngon quá. 3 cái hay 4 cái con? 3 cái. 3 cái. Lâu rồi mới được ăn lại. No, you come. You have some dance meal. After dinner. Quá quá là đúng bài luôn rồi đó. Wow, ngon quá, ngon quá. Đây là cua hấp thái, bự chà bá luôn. Trời ơi, hành tráng ghê luôn á. Johan ơi, look at this one. This is we call the bird, yeah. Ngon quá à. Đây là hải sản sang kem nè. Trời ơi, con này nó to ghê vậy đó. Nè nè nè. Thế xong gọi ăn cho biết. Ai biết, có nhiều con quá, không biết lựa con gì hết. Ăn đi. Ăn đi, ăn hết rồi gọi. Có ăn một con một và ngán hả? Với chị Goni Fabrice kìa. Hồi nãy giờ không có gọi cái gọi gì ăn hết hả? Chưa gọi, chưa gọi gọi. Vô Thanh có thấy ăn gọi không? Cũng được. Dạ ăn đi. Con ta ăn gì mình ta? Alo, mình tôi này ăn gì con? Vô Thanh đi ha. Vô Thanh, eat the bug. Show the bug. Tươi ghê. Ôi, cái nước nó thấm ha. Tươi. Nhớ là hồi đó nhà mình đi qua đây hồi trà cũng ăn ở quán này một lần rồi nè. Không có phải đợi lâu. Quán bên kia thì vừa chém mà còn đợi lâu nữa. Chém hơn bao nhiêu? Chém hơn. Ví dụ như tôm hùm bên này nó bán là một ký là 1.6 triệu đúng không? Bên kia bán là tới 2.3 triệu là vãi mà nhiều nha. Còn cái con đá. Ăn cái cái đá được không em? Ở đây ạ. Với lại cái con tôm tích này nè, nãy bên mình là bán bao nhiêu? 1.7 triệu đúng không? Bên kia bán 1.9 triệu. Anh có thể gỡ bạc không anh?
Họ hỏi cho anh nó uống bia gì? Ông hỏi đi uống bia gì, ông uống bia đó mà. Để thay cơ bạc đi. Anh đổi cho em không? Mấy con thịt nó thay cơ bạc đó. Vậy hả? Thay cơ bạc đó. Thôi, phải lúc hôm nay. Ăn cũng nghèo để cho nó đau. Ăn cái này chứ nè. Tôm này to quá ha. Cái này 1 kg là quá trời luôn. Đó, tôm này bự bằng bàn tay của tôi. Anh Duhan ơi. Ờ, Duhan ăn cái mắt trước hả? Ok. Múc một số đi. Con. Đúng không nha? Hả? Eat this first and then we go back. Đúng không? Wow. Ấy, cái gì vậy? Yeah, where this, where this? À, Duhan thích ăn con này nè. Duhan, your favorite snail, finger snail. Lấy gì mấy mua hậu đi. Món này là Duhan thích ăn cái gì đó? Ăn mua hậu. Tay, xà phổi, mì tôm. Từ cắt ra thôi. Ủa để ăn không có cái muỗng à? Should add a fresh one. Just try it first. If you like it, you can have some. Yeah. Cảm ơn chị. Use the chopstick. Nó được rồi, được rồi. Con ăn ngủ được luôn. Mẹ ít không ai quá à. Không ai dở. Không ai thật không ạ? Nhưng mà đồ tươi. Thật tươi thế. Yeah, they're fresh. Fresh. So now you want some raw? You want some raw oyster? This is bug, and you need the head one. Huh? Well, I don't know. To này hết rồi nè, để quăng bên đi. How to open it? You can show me. Ah, they cut in the middle. Người ta cắt cái con ở giữa. Ôi, cái con này chúm tiếu thịt vỏ không vậy? Yeah, this one just have a lot of spikes. Yeah, the meat is just a little bit. Hey. There's a bit of meat in there. Thấy thịt có chút xíu và toàn là xương. Our crabs are different. We have ones like this, but different. The bug, right? Bug. Ngon không vậy anh? Ngon. Ngon nhá. Tôi đang uống sữa hả? Tôi đang nằm uống sữa. Cái này cái màu giống như là của mực á, đúng rồi, nhưng mà cái thịt thì nó giống như thịt cá, có điều nó sẽ dai, nó cũng một cái dai hơn gà hơn nhỉ. Rồi cái này nó hay quá ha. Ừ. Nó nửa giống gà, nửa giống cá ha. Nó có hơn tôm hùm luôn hả? Cái này hình như 1.7 triệu một ký á. Nhưng mà nó thon. Tôm hùm bữa nay 1.2 triệu một ký. Không, đó là tùy loại tôm hùm nhỏ, tôm hùm bự là 1.6 triệu. Con này mắc hơn tôm hùm à. Mắc hơn 100 ngàn. Nãy mình ra ngoài kia là nó bán cái này 1.9 triệu nè. Nó dài hơn. Ôi cái đầu ăn được không ta? Cái đầu ăn được không hả? Nhìn như cái xúc tu của con mực vậy á. Ôi thịt nó ngọt vậy á. Thịt rất là ngọt. Ngon lắm hả? Cảm ơn đi. Cái này thịt nó chút xíu rồi ha. Kinh này của người ta hay sao? Chuyên review cái món ăn hải sản. Thịt cua gạch bao chắc hỏi là ăn nha. Tao này phải ta làm YouTube có nhiều người coi lắm. Người ta sẽ có YouTuber. Thỉnh thoảng có một hai cậu nhưng mà không đáng kể. Đấy,
tép với ướp lại. Hơi nóng cho nên vào. Ủa mai sáng mai có đi bơi không? Đi bơi biển á hả? Bơi, không bơi biển xong qua bơi hồ. Bơi biển sao quá. Hồi tối nay ai chơi á? Việt Nam với ai vậy? Việt Nam với ai? Việt Nam với Myanmar. Myanmar. Cái đầu nó không có nhiều thịt lắm ha. Nó nóng mà rìa cái bẻ được. Ai ai hùng vẽ kiểu đó. Bẻ đây vậy chứ mà. Đây chỉ cho. Tay em yếu. Nó tại vì nó nóng nó bẻ. Tại nó bẻ ngay giữa ngay đó, cái khớp của nó, cái khớp của nó nằm ở đâu. Bẻ đó ngay chỗ lở ra. Wow. Gạch luôn đó, ao luôn. Wow ha. Bên đây có cua này không? Có, bên đây có bự 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 con một ký cái máy thật. Ghê vậy? Vậy đâu, lấy cua đâu ra mà bự như vậy? Johan đi bắt được à nhỉ? Johan đi bắt á, để khi nào Johan đi bắt chị quay clip cho coi. Dạ. Để YouTube chị coi nha. Đăng ký kênh cho chị đi nha. Speechless. Mong các bạn em mong các nhưng mà hơi bé thì muốn hồi đó là Jonah nóng đi là thấy cái gạch này nè tàn dục hết trơn, cái đầu nó dục hết cái là wow là tôi đã để lại cho quân mình nấu ăn gì luôn một chân đi xe qua next year tội cho ngủ rồi chứ qua là put him in front of the bụng nó né luôn. Năm người hết gần 5 củ. Ăn còn đem thêm một hộp tôm với một hộp mì tôm về nữa, quá sức no luôn. Trời mọi người ai tới quán này ăn, quán tên gì đây? Kỳ quán 2 hả? Kêu vừa đủ thôi, tại vì đây người ta làm rất là nhanh luôn. Mình ăn tới đâu mình kêu tới đó để khỏi phải phí nhiều đồ ăn giống nhà mình. Rồi thì what's up? Tạm biệt nha. Rồi, video ngày hôm nay tới đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi các cái video của nhà mình nha. Nếu mọi người thích thì xin mọi người hãy cho mình một like, đồng thời nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình ra thêm nhiều video mới nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye.